Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Khê phối hợp với Đồn Biên phòng Phú Lộc, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân hàng năm. Theo đó, các đơn vị thống nhất thời gian tổ chức vào ngày 3 tháng 3 hàng năm, tập trung tại 4 phường biên giới biển quận là phường Thanh Khê Tây, Thanh Khê Đông, Xuân Hà và Tam Thuận, tùy theo tình hình thực tế của địa phương để lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, tập trung vào quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và vai trò của nhân dân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tinh thần cảnh giác cách mạng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, tuyên truyền về lịch sử, truyền thống anh hùng, vai trò vị trí nhiệm vụ của bộ đội biên phòng trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới. Biểu dương, tôn vinh các gương người tốt việc tốt, qua đó góp phần thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết quân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn quận.